Sao hôm nay em buồn quá vậy? Em... Có gì hãy nói cho anh nghe đi em. Không có gì đâu anh. Không có gì? Hay là em có chuyện gì giấu anh phải không? Không. Mình chia tay đi. Em nói gì lạ vậy? Em có chuyện gì giấu anh phải không? Anh đừng hỏi gì nữa hết. Anh hãy quên bỏ em đi. Làm sao mà anh quên được chứ? Ngày đầu mình gặp nhau, anh với em hẹn thề bên nhau. Vì em nó sợ trong lòng, như chuyện tình ngưỡng lan chân nước. Nhưng chuyện gì đã xảy ra, nói cho anh nghe rõ ràng. Nào.
anh sẽ ru em cho trọn một đêm này. Dù ngoài kia trời đang giá rét, em hãy ngủ đi cho trọn một đêm nay. Chỉ mong sao cho đêm nay em trọn giấc ngủ. Dù giấc đón sao dời, chuyện chúng mình không thể đổi thay. Nghe mấy lời của xúc động vô cùng. Dù ngoài kia trời đang sẩm sáng, em sẽ khắc ghi kỷ niệm vui buồn của đêm nay. Thôi em ơi đừng nhắc lại chuyện xưa làm chi nữa. Có lẽ chúng ta gặp nhau đây là lần sau cuối rồi, mai đây mỗi đứa một con đường. Em sẽ lên xe qua, còn anh ở lại nơi này. Nữ mỗi năm còn gặp lại, nhưng tình chúng mình phải xa cách từ đây. Em mong ước chuyện tình mình như ngưu lang chức nữ, để mỗi năm về mình còn được gặp lại nhau. Còn bây giờ chỉ còn lại có đêm nay, vì mai làm cho lòng em tê tái heo hon, bỗng gợi nhớ là những kỷ niệm ngày xưa. Hai đứa mình ngồi bên nhau với mái hiên nhà khi trời đông lạnh giá. Anh nhớ hôm đó anh đưa em đi dạo phố, nhưng khi trở về thì trời đã quá khuya. Em sợ làm thức giấc đến người thân, đã ngồi cạnh cùng anh suốt đêm không ngủ. Em đòi anh hát ru cho em ngủ với những bài ca nghe thiệt là buồn. Mới đây mà đã ba năm, sao em cứ ngỡ như ngày hôm qua. Từ nay tình đã bay xa, em về phương